Bắt đầu ở đó, nó xe bị của anh đó kẹt xe rồi của anh không lo 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 lúc đầu ra từ sáu ra em điện có đi, ra ở đó ra thì em đi mua supply luôn,
là lúc mà chị Sáu gọi đó, anh Sáu hỏi Yến vậy lên.